Thưa quý vị và các bạn, chính sự quá tải này đã dẫn đến tình trạng bệnh nhân ung thư tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều phải xếp hàng ngồi đợi được xạ trị đến tận nửa đêm rạng sáng. Tình trạng này đã xảy ra nhiều ngày qua và ngày càng trở nên quá tải, khiến nỗi đau sự vất vả của người bệnh nhân ung thư ngày càng tăng lên. Đã nhiều tháng nay, khoa xạ trị của bệnh viện ca Trung ương rơi vào tình trạng quá tải khi số lượng bệnh nhân cần xạ trị quá đông. Các máy xạ trị đều hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu điều trị. Xem xét xem thế nào là chỉ có một cái máy nữa để cho gọi là bệnh nhân cho nó đỡ khổ đi, chứ không như này cứ chờ đợi này suốt từ sáng đến giờ mà vẫn chưa được. Lãnh đạo bệnh viện ca cho biết hiện ba cơ sở của bệnh viện này có 6 máy xạ trị gia tốc nhưng có hơn 1.000 bệnh nhân cần xạ trị. Do đó việc điều trị phải chia làm 3 ca sáng, chiều và đêm. Thông thường 3-4 giờ sáng mới kết thúc ca cuối của ngày hôm trước và 5 giờ sáng lại bắt đầu ca mới của ngày hôm sau. Hiện tại tại cơ sở 3 Tân Triều chúng tôi có 3 máy xạ trị và mỗi máy xạ trị điều trị cho khoảng 150 tới 200 người bệnh một ngày. Trong khi đó theo khuyến cáo chúng ta biết mỗi máy xạ trị nên điều trị khoảng 40 thôi. Và trong tháng tới thì chắc chắn là sẽ được đầu tư của các nhà đầu tư và được bộ cho phép thì chắc chắn cái hiện việc này sẽ không còn nữa. Được biết, tiêu chuẩn một máy xạ trị xạ cho 40 người một ngày, nhưng hiện mỗi máy ở bệnh viện ca phải xạ cho 150 đến 200 bệnh nhân một ngày. Vì thế mỗi máy phải dùng trong 22 đến 23 tiếng đồng hồ mỗi ngày, chỉ được nghỉ 1 đến 2 tiếng để bảo dưỡng. Hiện bệnh viện đã có đề án bổ sung máy xạ trị và dự kiến tháng 4 năm 2018 sẽ được lắp đặt. Tuy nhiên tất cả số máy mới đều sử dụng nguồn vốn xã hội hóa, dẫn đến lo ngại viện phí sẽ tăng cao.